Hello anh em, video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách bảo mật những cái mật khẩu của anh em trên phần mềm là Bitwarden. Một vài tính năng mình sẽ giới thiệu trong video này, đầu tiên sẽ giúp anh em là lưu và tạo ra những cái mật khẩu mạnh và anh em không bị quên ha. Cái thứ hai thì thông thường anh em sẽ lưu mật khẩu trên thằng Google qua ứng dụng là Gmail á, thì nó sẽ có rủi ro là anh em sẽ bị lộ mật khẩu hoặc là cái Gmail của anh em bị mất ha. Tính năng thứ ba khi anh em sử dụng thằng Bitwarden này á, nó sẽ tránh anh em bị vào nhầm những cái trang web lừa đảo hoặc là trang web mạo danh. Và cái thứ năm thì nó sẽ dễ dàng quản lý và nó miễn phí. Thì có một cái lưu ý ha, nó sẽ không đảm bảo 100% là anh em sẽ không bị hack, mà nó chỉ đơn giản là nó sẽ kéo dài cái thời gian mà khả năng anh em có thể bị hack, từ đó nó giảm thiểu cái rủi ro xuống. Thì như thế nào, mình sẽ demo cho anh em thấy. Đây là website của thằng Bitwarden, là bitwarden.com ha. Anh em kéo xuống dưới cùng này, anh em bấm vào phần là password generator và lên trên lại ha. Ở đây anh em thấy rằng nếu mình để mật khẩu gồm khoảng 7 ký tự, trong đó có chữ in hoa, in thường, số và những ký tự đặc biệt đi, thì những cái phần mềm mà nó có thể hack mật khẩu của anh em á, nó chỉ cần mất 17 phút là nó có thể hack được. Và đây là một mật khẩu yếu ha. Giả sử mình tăng lên thành 8 ký tự đi thì nó sẽ mất khoảng 3 giờ. 10 ký tự đi thì nó mất khoảng 12 ngày để mà nó hack. Và mình đưa lên 12 ký tự đi thì nó mất 3 năm để nó hack được cái mật khẩu này. Và 14 ký tự đi thì nó mất centuries, là mất khoảng 100 năm để nó có thể hack được cái mật khẩu này ha. Thì giả sử như anh em là một thằng hacker đi thì chắc chắn anh em không thể bỏ ra 100 năm để mà anh em ngồi anh em mò và hack cái mật khẩu này. Thì như mình nói trước đó, nó không đảm bảo 100% anh em không bị hack, mà nó chỉ đơn giản là nó kéo dài cái thời gian nó ra thôi và nó giảm thiểu cái rủi ro xuống. Vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái thằng Bitwarden này luôn ha. Đầu tiên vào website nó là bitwarden.com, sau đó thì bấm vào phần get started. Lúc này anh em cần nhập những cái thông tin vào đây. Thì những cái thông tin này bao gồm là email của anh em nè, cái tên anh em sử dụng cho phần mềm. Đây là một cái mật khẩu rất quan trọng ha, mật khẩu của thằng Bitwarden này anh em phải ghi nhớ và phải lưu nó lại. Vì nếu như anh em mất cái mật khẩu này thì khả năng là anh em sẽ mất luôn những cái mật khẩu mà anh em lưu ở trong thằng Bitwarden này. Và cái ở dưới đó là cái phần mà anh em có thể hiểu đơn giản là cái mật khẩu để anh em khôi phục nếu như mà anh em bị quên cái mật khẩu ở trên ha, quên cái mật khẩu chính. Thì sau khi nhập những thông tin này vào rồi, anh em sẽ bấm vào phần tạo tài khoản. Sau khi đăng nhập được vào trong cái trang quản lý của thằng Bitwarden là vault.bitwarden.com thì anh em phải làm bước tiếp theo, đó là xác minh cái email của mình bằng cách là nó tự động nó hiển thị cái phần này lên ha, anh em bấm vào phần send email này. Và sau đó qua cái địa chỉ email đăng ký Bitwarden của anh em bấm vào phần verify email, xác minh cái email. Và lúc này anh em đăng nhập lại thêm một lần nữa ha. Bước tiếp theo anh em cần làm sau khi xác minh email là thiết lập bảo mật hai lớp cho cái tài khoản Bitwarden này. Vì giả sử trường hợp mà anh em bị hack mất cái mật khẩu Bitwarden này đi thì anh em vẫn còn một cái lớp bảo mật nữa ha. Thì anh em bấm vào cái logo ở trên này và chọn phần account setting. Tiếp theo bấm vào phần là security và chọn vào two step login là bảo mật hai lớp ha. Rồi và anh em chọn cái phần là authenticator app là cái app của thằng Google ha. Rồi bấm vào phần manage. Nhập lại mật khẩu chính của anh em. Sau đó anh em mở cái thằng app Google Authenticator lên và quét cái mã QR code này ha. Để bảo mật thì mình sẽ che cái mã ID. Và nếu như anh em nào chưa sử dụng cái Google Authenticator lần nào thì cái khả năng này rất là hiếm ha. Tại vì mình nghĩ là ai cũng xài qua cái ứng dụng này rồi. Thì đây là cái ứng dụng của nó, Google Authenticator. Anh em tải về và quét. Sau đó thì nhập 6 chữ số của cái app anh em vào đây ha. Và sau khi nhập 6 chữ số ở trên cái app của anh em á thì bấm vào phần turn on, có nghĩa là bật bảo mật hai lớp lên. Rồi và đóng lại. Như vậy thì anh em đã xong cái bước là xác minh email nè và hoàn thành cái bảo mật hai lớp cho cái tài khoản Bitwarden của anh em. Rồi, bây giờ để tạo và quản lý những cái mật khẩu của anh em thì bấm vào phần vault. Và ở cái giao diện này anh em để ý ha, mình bấm vào phần new nè. Anh em có thể tạo những cái folder và trong những cái folder đó anh em có thể thêm được rất là nhiều những cái tài khoản ở bên dưới ha, để mình demo cho anh em hiểu hơn nè. Ví dụ mình tạo một cái folder đầu tiên, bấm lưu lại. Trong cái sàn giao dịch này ha. Rồi, giả sử mình đặt thêm một cái folder nữa là cá nhân đi. Bấm lưu lại. Sau đó, giả sử như cá nhân anh em còn những cái folder gì nữa mà anh em muốn tạo riêng thì anh em tạo ha. Sau đó anh em bấm vào phần new item này. Bây giờ giả sử mình muốn tạo và lưu cái mật khẩu ở trên cái website là hội viên để mà mình có thể vào đây và mình học hỏi được những cái kiến thức đầu tư trên này ha. Mình quay lại cho Bitwarden này. Mình đặt tên cho nó là hội viên. Ở phần folder mình sẽ đưa nó vào là phần cá nhân ha. Ở username mình sẽ đưa cái email của mình vào. Tiếp theo đó là cái phần URL bên dưới là cái địa chỉ cái website mà anh em muốn nó lưu lại á, để mà tránh mình vào nhầm hoặc là vào những cái trang web giả mạo ha. Thì qua này mình sẽ copy nè, mình đưa nó vào đây. Rồi và đây là cái phần mật khẩu nè. Giả sử như mình chưa tạo mật khẩu cho trang web đó và mình muốn tạo ha, thì mình sẽ bấm vào đây. Nó sẽ tự động nó tạo ra một cái mật khẩu mà anh em không biết là cái gì cả và anh em có thể bấm vào đây copy ha. Copy xong thì anh em có thể vào qua cái trang web này, anh em tạo mật khẩu và sử dụng cái mật khẩu anh em vừa copy đó. Rồi và bây giờ mình sẽ lưu lại. Và sau khi tạo xong á, mình muốn sử dụng như thế nào? Anh em bấm vào phần 3 chấm đây nè và bấm vào phần lên.
Thì anh em thấy nó sẽ tự động nó đưa anh em tới đúng cái trang web mà mình đã lưu vào đây trước đó. Giả sử như mình muốn đăng nhập vào đi, mình bấm vào tài khoản nào, đăng nhập. Quay lại Bitwarden này, anh em lại tiếp tục bấm vào phần 3 chấm và anh em copy username. Anh em dán vào phần username của cái website đó ha. Và lại quay lại đây, bấm vào phần 3 chấm, copy mật khẩu, password và dán vào cái phần mật khẩu ở đây và anh em đăng nhập. Thì nó sẽ tự động truy cập vào được cái trang web của anh em mà anh em cũng không cần biết là mật khẩu anh em lưu ở trên này là cái gì ha, vì nó hoàn toàn là random, ngẫu nhiên. Rồi mình demo thêm một cái nữa ha, ví dụ như bấm vào new nè. Mình tạo một cái item mới đi. Và mình đưa nó vào phần là sàn giao dịch. Ở đây mình đặt tên nó là thằng Binance. Tương tự như ở dưới cái phần URL nè, anh em copy địa chỉ chính xác của cái thằng Binance, dán vào đây là binance.com ha. Rồi và tiếp tục cái phần mật khẩu này, anh em có thể tạo cho nó một cái mật khẩu mới bằng cách là bấm random ở đây. Đó, và giả sử như thằng Binance anh em có mật khẩu cũ rồi đi, anh em muốn đổi thì anh em chỉ cần copy này và anh em quay lại cái tài khoản Binance của mình và đổi qua cái mật khẩu mới này ha, sau đó bấm lưu lại. Rồi và tương tự như trước đó thôi, anh em muốn đăng nhập vào thằng Binance thì bấm vào phần 3 chấm này, bấm vào phần link, tự động nó nhảy tới cái trang web mà anh em lưu qua. Rồi bấm vào phần đăng nhập, lại quay lại Bitwarden, bấm vào phần 3 chấm, copy username, dán vào trong này. Tiếp tục tới cái phần nhập mật khẩu thì anh em lại copy mật khẩu và dán vào và anh em đăng nhập vào cái sàn Binance của mình. Thì đó là cái cách mà anh em tạo và quản lý những cái mật khẩu, những cái tài khoản ở trên thằng Bitwarden này. Nó rất là dễ dàng sử dụng và nó rất là an toàn ha. Thì đây là một trong những cái nội dung mà mình hướng dẫn ở trong cái series là hội viên, nơi mà mình hiện tại đang tập trung chia sẻ về quá trình đầu tư hiện tại hướng tới mục tiêu là tự do tài chính nghỉ hưu sớm ở chu kỳ sắp tới. Ngoài ra thì trong tương lai mình sẽ đưa rất là nhiều những cái nội dung vào trong hội viên này, như là những cái cách kiếm tiền online nè, cách làm website nè, những cái tư duy về làm giàu, tư duy về xây dựng hội nhóm. Và mình sẽ tập hợp những anh em mà giỏi về bất kỳ một những cái kiến thức nào á, sẽ chia sẻ ở trên hội viên này á. Thì nếu như anh em có nhu cầu tham gia thì có thể tìm hiểu ở đường link là hoivien.livevietnam.com. Và cuối cùng, nếu như anh em thấy video này có giá trị thì có thể ủng hộ bằng cách là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, để lại những cái bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những video sau.